Philippines điều tra nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc. Nữ thị trưởng thị trấn Bamban, tỉnh Talat, Philippines, bị nghi là người Trung Quốc dựa trên nhiều thông tin hé lộ trong quá trình điều tra, dù bà luôn bác bỏ. Thượng viện Philippines ngày 10 tháng 7 tuyên bố sẽ bắt giữ nữ thị trưởng một thị trấn nhỏ về hành vi coi thường quốc hội, trong phiên điều trần về cáo buộc bà có mối quan hệ với các băng nhóm tội phạm Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi nữ thị trưởng Alice Guo, 35 tuổi, tại thị trấn Bamban, tỉnh Talat, không trình diện phiên điều trần thứ hai liên tiếp khi viện dẫn lý do bị căng thẳng. Theo Reuters, Philippines điều tra nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc. Vụ việc bắt đầu vào tháng 3 khi nhà chức trách kiểm tra một sòng bạc tại Bamban và phát hiện hoạt động phạm tội tại ngành kinh doanh sòng bạc liên quan nhiều người Trung Quốc ở Philippines. Thông tin bắt đầu thu hút sự chú ý trên cả nước sau khi một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về khả năng bà Guo không phải sinh ra ở Philippines mà thậm chí còn là tài sản của Trung Quốc, dù bà bác bỏ. Bà Alice Guo hiện đã bị đình chỉ chức vụ ảnh chụp màn hình thê, giờ khi bà cũng phủ nhận có liên quan đến tội phạm, khẳng định mình là công dân Philippines chính gốc. Hiện bà chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp. Bà đã viết thư cho Thượng viện nói rằng mình là mục tiêu của những cáo buộc ác ý. Nữ thị trưởng khai nhận mình đã bán cổ phần trong sòng bạc trước khi đắc cử vào năm 2022 và không biết gì về hoạt động trái phép ở đó. Tuy nhiên, phiên điều trần ngày 10 tháng 7 đề cập nhiều vấn đề mâu thuẫn với những thông tin từ bà Guo. Thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian nói rằng hồ sơ cho thấy bà Guo khai là công dân Trung Quốc khi còn đi học, trong khi bà nói mình tự học ở nhà. Cục điều tra quốc gia Philippines cho biết dấu vân tay của bà Guo trùng với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc nhập cảnh khi còn là thiếu nữ. Bà đã bị đình chỉ chức vụ trong quá trình điều tra, trong khi một ủy ban tại Thượng viện kêu gọi cơ quan nhập cư ngăn chặn bà rời Philippines. Hồi tháng 5, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nói với báo giới rằng không ai biết cô ấy. Chúng tôi tự hỏi liệu cô ấy từ đâu đến. Đó là lý do chúng tôi điều tra, cùng với cục di trú, vì những thắc mắc về quốc tịch của cô ấy, ông cho biết. Nữ thị trưởng bác bỏ thông tin rằng mình là gián điệp và phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng mình là công dân Philippines, có cha là người Trung Quốc và mẹ là một nữ giúp việc lớn lên tại một trang trại nuôi heo tẩn giật và không có bạn bè.